Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Tần số VTC. Chương trình ngày hôm nay 19 tháng 5, tôi là Thanh Huyền. Còn tôi là Hải Hằng. Ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi bắt đầu bản tin bằng việc điểm qua những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tại Sri Lanka, nhà 5 tầng sụp đổ, 2-3 người bị thương. Nghiên cứu mới cho thấy người Hà Nội đã cao hơn từ 2 đến 3 cm so với 10 năm trước, song vẫn thấp hơn trung bình của khu vực. Sau người trồng chuối thì những hộ chăn nuôi lợn, những người nuôi cá sấu cũng đang mong được giải cứu bởi giá cá sấu rất mạnh. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, từ chuyện đề xuất chặt cây xưa trắng vì có độc, cùng tìm hiểu về cách quản lý cây xanh cảm tính và ngẫu hứng hiện nay ở Hà Nội. Khám phá Migingo, hòn đảo nhỏ bé có mật độ dân số cao nhất thế giới. Giới chức Sri Lanka vừa mới cho hay, tính tới thời điểm hiện tại thì đã có ít nhất là 2-3 người bị thương được cứu ra khỏi các đống đổ nát sau khi một tòa nhà 5 tầng bất ngờ sụp đổ vào ngày hôm qua 18 tháng 5. Các đội cứu hộ của Sri Lanka cho hay hiện vẫn còn ít nhất là 5 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ sập nhà 5 tầng tại một khu thương mại ở Colombo. Hàng trăm nhân viên cứu hộ, quân đội và không quân Sri Lanka đã được huy động để tìm kiếm những người còn mất tích. Đồng thời, cư dân của các khu vực lân cận cũng đã được sơ tán gấp để đảm bảo an toàn. Nguyên nhân vụ sập nhà hiện đang được điều tra làm rõ. Reuters vừa đưa tin cách đây ít giờ, ngọn núi lửa cao thứ hai ở Mexico có tên là Popocatépetl đã bất ngờ phun trào dữ dội vào hôm qua ngày 18 tháng 5, tạo ra một cột khói bụi cao hơn 2.000 mét. Giới chức Mexico cho biết, một đám mây trắng đục lẫn cho bụi, khí, hơi nước và đá nóng đã phun lên từ đỉnh núi lửa Popocatépetl nằm ở ngoại ô thủ đô Mexico City, kèm theo đó là những tiếng nổ lớn kéo dài. Nhiều khu dân cư sống gần ngọn núi lửa đã được lệnh sẵn sàng di tản gấp nếu các lớp khói bụi và dung nham tiếp tục lan rộng nhanh ra các khu vực xung quanh. Popocatépetl cao 5.450m, nằm cách Mexico City 65 km, là núi lửa cao thứ nhì Mexico sau Pico de Orizaba, cao 5.636m. Vào đêm ngày hôm qua 18 tháng 5 theo giờ Việt Nam, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra sau khi một chiếc xe lao nhanh bất ngờ đâm vào đám đông người đi bộ ở quảng trường thời đại của New York, khiến cho một người thiệt mạng và 2-3 người bị thương. Các nhân chứng cho biết là chiếc xe sedan màu đỏ đã lao vào người đi bộ trên vỉa hè trước khi đâm vào một cây cột ở góc đường 45 và Broadway, gần một trong những khu vực đông du khách của New York. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát New York, vụ việc có vẻ như không phải là hành động khủng bố và nhiều khả năng đây là tai nạn do tài xế dùng chất kích thích. Hiện tài xế chiếc xe gây tai nạn đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đang phối hợp với cảnh sát New York để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn trên. Hãng tin Reuters vừa đưa tin những cuộc biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Hy Lạp vào hôm qua ngày 18 tháng 5 đã nhanh chóng biến thành những cuộc bạo loạn sau khi một nhóm biểu tình liên tục ném bom xăng vào lực lượng cảnh sát. Cảnh sát chống bạo động Hy Lạp đã buộc phải dùng hơi cay và nhiều biện pháp mạnh khác để có thể trấn áp nhóm biểu tình quá khích. Đồng thời, giới chức Hy Lạp cũng đã phải tăng cường lực lượng cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Athens và nhiều khu vực khác để đảm bảo an ninh. Được biết, đã có khoảng 10.000 người Hy Lạp xuống đường biểu tình vào ngày hôm qua 18 tháng 5 để phản đối việc cắt giảm chi tiêu theo yêu cầu của các nhà cho vay quốc tế để đổi lấy các quỹ cứu trợ. Theo kết quả của cuộc thăm dò mới được thực hiện vào ngày hôm qua 18 tháng 5 theo giờ địa phương, mức độ tín nhiệm của công chúng Pháp dành cho tân Tổng thống và Thủ tướng nước này đã xuống mức thấp nhất trong vòng ít nhất là 20 năm gần đây, mặc dù là họ chỉ mới bắt đầu nhiệm kỳ của mình. Theo kết quả cuộc thăm dò do hãng Elef tiến hành, khoảng 45% số cử tri Pháp tin tưởng vào năng lực của tân Tổng thống Emmanuel Macron trong việc giải quyết các vấn đề của nước Pháp. Trong khi đó, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Thủ tướng Pháp mới được bổ nhiệm là Edouard Philippe chỉ là 36%. Đây được xem là mức tín nhiệm thấp nhất trong ít nhất là 20 năm qua đối với một lãnh đạo Pháp khi bắt đầu nhiệm kỳ mới. Theo đó, nhiều người tin rằng tân Tổng thống và Thủ tướng Pháp sẽ phải đối mặt với một nhiệm kỳ không mấy dễ dàng. Kawasaki, một bệnh cấp tính có viêm mạch hệ thống, được biết đến là bệnh hiếm gặp, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác và chỉ xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi.
Tuy nhiên, theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, trong thời gian gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ bị mắc bệnh với biểu hiện nặng. Và bệnh đã không còn là hiếm bởi tỷ lệ mắc đã lên tới từ 50 tới 100 trẻ trên 100.000 người. Với biểu hiện sốt cao nhiều ngày, miệng và lưỡi đỏ, kèm theo nổi ban ở chân tay, bé Đỗ Quốc Huy, 5 tháng tuổi ở Hải Dương, chỉ được phát hiện mắc bệnh Kawasaki sau khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương vì điều trị mãi ở tuyến dưới không khỏi. Đây cũng là biểu hiện của hầu hết các bé được phát hiện bị mắc Kawasaki đang điều trị tại đây. Bệnh này nó liên quan đến động mạch vành, nó giãn động mạch vành, cũng phải theo dõi, cũng lạ. Lần đầu tiên mới nghe tiếng mà cũng không biết là nguyên nhân tại đâu. Cháu sốt không cắt sốt nhiều ngày, nổi các ban là gan bàn chân bàn tay, môi cháu đỏ, mắt cháu đỏ. Đến bệnh viện các bác sĩ bảo mới biết, mà nghe mới biết, mới phát hiện biết là con bị bệnh, không chưa nghe tên bao giờ. Các bác sĩ cho biết bệnh Kawasaki rất hiếm gặp, nhưng vài tháng trở lại đây, lượng bệnh nhi nhập viện cũng tăng đột biến. Trung bình mỗi tháng khoảng 10 trẻ, và hiện khoa gây mê hồi sức tim mạch đang điều trị 6 trường hợp. Đáng chú ý, bệnh thường có biến chứng tổn thương động mạch vành, khiến mạch vành phình to và giãn ra, gây nguy hiểm tính mạng của trẻ. Để mà chẩn đoán bệnh Kawasaki thì nó không có cái xét nghiệm gì đặc hiệu cả. Vì vậy mà cái khuyến cáo của các tiêu chuẩn của trên thế giới về bệnh Kawasaki là bệnh nhân phải có 5 trên 6 triệu chứng thì mình mới được chẩn đoán là bệnh Kawasaki. Các cháu thì mắt nó viêm đỏ, viêm kết mạc đỏ và nó rỉ, nhưng nó không phải viêm do vi khuẩn, nó không có mủ. Triệu chứng thứ ba là triệu chứng ở khoang miệng, là thường các cháu là môi đỏ, lưỡi đỏ. Bệnh Kawasaki được khuyến cáo chỉ điều trị hiệu quả vào thời điểm sau 6 ngày và trước 10 ngày kể từ thời gian trẻ bắt đầu sốt. Vì vậy, việc phát hiện trẻ bị bệnh sớm là điều rất quan trọng. Do đó, khi thấy trẻ có các biểu hiện sốt cao dài ngày kèm theo phát ban, nổi mẩn đỏ ở da, các bậc cha mẹ nên đưa con đến chuyên khoa nhi để được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời. Sau 10 năm, chiều cao của người Hà Nội đã tăng lên từ 2 đến 3cm. Đây là kết quả được Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Hà Nội đưa ra sau khi nghiên cứu 1.500 người từ 6 tuổi trở lên tại 4 quận huyện của Hà Nội. Mặc dù đã cao hơn trước kia và cao hơn mặt bằng chung của cả nước, nhưng tầm vóc của thanh niên Hà Nội vẫn thấp hơn so với những nước phát triển trong khu vực. Cụ thể, sau 10 năm chiều cao trung bình của người Hà Nội như sau. Nam cao 166cm, nữ 155cm. Số liệu điều tra sơ bộ tại 30 quận huyện thị xã trong năm 2016 cũng cho thấy chiều cao trung bình của học sinh lớp 12 đối với nam là 166cm, nữ là 156cm. Theo các chuyên gia, các nước trên thế giới tập trung phát triển chiều cao ở trẻ từ khi còn học mẫu giáo tiểu học. Họ tập trung xây dựng phòng giáo dục thể chất, sân thể thao, bể bơi ngay tại các trường tiểu học, trường mẫu giáo. Nhưng ở Việt Nam, chỉ tập trung xây dựng nhà tập thể chất tại các trường trung học phổ thông, đại học, còn bậc tiểu học lại bị lãng quên. Mục tiêu của Hà Nội là phát triển thể chất tầm vóc người Hà Nội trong vòng 10 đến 15 năm tới, tương đương với các nước trong khu vực nâng cao chất lượng nòi giống. Điều tra về dinh dưỡng năm 2010 ở Việt Nam cho thấy sau 35 năm, người Việt chỉ cao thêm 4cm. Năm 2015, chiều cao người trưởng thành ở nam giới mới đạt 164,4cm và nữ đạt 153,4cm, thấp hơn chiều cao trung bình của thế giới là 15,4cm đối với nam và 10,3cm đối với nữ. Thưa quý vị, để tăng chiều cao thì việc được uống sữa ngay từ khi còn nhỏ là điều hết sức quan trọng. Và một thông tin vui đối với những học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, khi Ủy ban Nhân dân thành phố này vừa quyết định ban hành đề án thực hiện chương trình sữa học đường. Theo đó thì trẻ em từ 1 tuổi đến hết lớp 2 trong tất cả các trường học trên địa bàn thành phố sẽ được uống sữa tươi mỗi ngày đi học. Theo đó, mỗi em sẽ được uống tối thiểu một hộp sữa tươi tiệt trùng 180ml có đường hoặc là không đường mỗi ngày đi học. Thời gian thực hiện chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 năm học 2017 tới 2018 triển khai đồng loạt tại 24 quận huyện đối với cấp học mầm non. Giai đoạn 2 năm học 2018-2019 ngoài cấp học mầm non thì thực hiện thêm đối với khối lớp 1. Giai đoạn 3 năm học 2019 tới 2020 thực hiện cả cấp mầm non lớp 1, lớp 2 trên 24 quận huyện.
Nguồn kinh phí thực hiện gồm ngân sách thành phố hỗ trợ 30% kinh phí xã hội hóa và phụ huynh đóng góp 50%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 20%. Riêng với trẻ em thuộc diện hộ nghèo thì thành phố hỗ trợ 50%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 50%. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được coi là một trong số những môn học bắt buộc đối với học sinh trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Trên thực tế thì những hoạt động này vẫn thường xuyên được thực hiện trong chương trình phổ thông hiện nay. Tuy nhiên cách làm thì mỗi trường một khác tùy vào điều kiện thực tế của từng trường. Vâng, và một trong số những hoạt động trải nghiệm sáng tạo kết hợp với định hướng nghề nghiệp mà một số trường phổ thông hay thực hiện đó là tổ chức các đoàn học sinh đi tham quan, giao lưu, trải nghiệm cuộc sống sinh viên cũng như là chương trình học tập tại các trường đại học và cao đẳng. Tuy nhiên thì phần lớn các trường đại học sẽ được lựa chọn nhiều hơn cao đẳng, do đây cũng là mục tiêu mơ ước của phần lớn học sinh. Thế nhưng mới đây thì trường Trung học Phổ thông Thực nghiệm Hà Nội lại tổ chức cho học sinh đi tìm hiểu về một trường cao đẳng nghề là trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội. Đây là một chuyến đi được cả thầy và trò đánh giá là thú vị và hữu ích. Thứ nhất là đây là hệ thống sản xuất linh hoạt này, mô phỏng cái quá trình sản xuất. Đấy, thì gồm các khâu này, nhất là khâu cung cấp phối liệu này, khâu các vật chuyển phối liệu này. Đấy, và thực hiện là sang cái module là phân loại sản phẩm và thực hiện đếm sản phẩm. Tất cả các module này được điều khiển bằng bộ lập trình điều khiển ở phía dưới, bộ được UPC đấy. Những học sinh tham gia chuyến đi tới trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội đều là học sinh lớp 10, năm học đầu tiên của khối trung học phổ thông. Đây là thời điểm phù hợp để các em có thể tìm hiểu về các cơ sở, chương trình đào tạo, để có những dự định chuẩn bị cho con đường học tập của mình trong cả 3 năm tiếp theo. Những mô hình máy móc mà các em đang được giới thiệu có giá hàng trăm triệu đồng và là những công cụ dạy học hiện nay của sinh viên nhà trường. Không chỉ được nghe và nhìn qua, các học sinh còn được tự tay trải nghiệm hoạt động của các máy móc này. Em nghĩ là cao đẳng công nghiệp thì chỉ dành cho con trai và chỉ lắp ráp các mô hình, các bộ máy. Nhưng mà thực ra thì có con gái cũng có thể học được. Trước khi tham quan thì em cũng không biết trường này lắm. Nhưng mà sau khi tham quan thì em có hiểu biết thêm nhiều về trường này và được học thêm nhiều điều. Hiểu biết về những cái máy móc, những cái động cơ robot ạ. Đây đang là khoảng thời gian học sinh thi xong, nên nhà trường thực hiện hàng loạt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Ngoài việc tổ chức cho các em đi thăm các trường cao đẳng, đại học, nhà trường còn tổ chức các ngày hội sáng tạo, mời các chuyên gia về nói chuyện để tạo hứng thú với việc học, tạo môi trường để học sinh thể hiện mình. Nó giúp các em hiểu rõ hơn về sở thích của bản thân và xác định định hướng nghề nghiệp sau này. Hướng nghiệp ở đây chúng ta nói theo một cái cách rất là rộng, tức là để học sinh nhìn xem là với những cái ngành nghề như vậy thì cái năng lực, cái sở trường của mình liệu theo cái nghề đó phát triển đó như thế nào. Chứ chúng ta biết rằng là kể cả bây giờ nếu mà mỗi một học sinh đi tham quan ở trường cao đẳng, nhưng mà trong xu hướng thì các em vẫn đang nghĩ là các em sẽ đi học ở trường đại học, thậm chí là các em học cao hơn, cao học rồi là học tiến sĩ chẳng hạn. Cái nhu cầu học đại học đây là một nhu cầu chính đáng và tốt cho bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên ở Việt Nam thì quan điểm của tôi là các em học bậc nào thì tôi nghĩ rằng là cũng không quan trọng bằng cái sự là sau khi học thì phải lập thân lập nghiệp và đặc biệt là trưởng thành ở sau khi tốt nghiệp. Thì có lẽ rằng là các em cũng nên cân gọi là suy nghĩ rất kỹ để lựa chọn cái bậc học của mình cho phù hợp, để làm thế nào mà các em lựa chọn được cái bậc học vừa là thời gian đảm bảo cái tính tiết kiệm thời gian nhanh hơn, thứ hai là có khả năng sau khi học mà ra trường có việc làm tốt hơn. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện hiện đang có 5 nghề đào tạo trọng điểm và ký cam kết đầu ra có việc làm ngay. Trường cùng 44 trường khác cũng đang được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư trở thành trường chất lượng cao. Trường Trung học Phổ thông Thực nghiệm cho biết, việc tổ chức cho học sinh tham quan trường cao đẳng nghề không có nghĩa khuyến khích học sinh đi học nghề, vì phụ huynh và học sinh hiện nay sẽ có những tính toán riêng cho mình. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để học sinh có thêm trải nghiệm về các cơ sở đào tạo hiện nay. Sau khi cả nước chung tay giải cứu thịt lợn giúp người chăn nuôi, đến nay ước tính đã tiêu thụ được trên một nửa số thịt lợn cần bán. Đây có thể coi là một kết quả tích cực. Song tính đến ngày 17 tháng 5, số lượng lợn còn tồn vẫn còn tới con số 1,5 triệu con, tương đương khoảng 200.000 tấn thịt đang bị ế. Theo tính toán của Cục Chăn nuôi, với tốc độ tiêu thụ này, số lợn bán ra từ nay đến hết tháng 6 sẽ tăng lên. Nếu cuộc khủng hoảng thịt lợn chấm dứt vào cuối tháng 5, thì tổng thu ngành nuôi lợn sẽ giảm khoảng 10.000 tỷ đồng. Giá lợn hơi hiện nay đang nhích lên ở tất cả các khu vực.
Tại khu vực Bắc Bộ, giá lợn bình quân từ 24.000 đồng đến 25.000 đồng một kg, nơi cao nhất tăng từ 8.000 đến 9.000 đồng một kg, nơi thấp nhất cũng tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng một kg. Thực tế, suốt từ đầu năm 2017 đến nay, giá thịt lợn hơi xuất chuồng tại các địa phương đồng loạt giảm mạnh do khủng hoảng thừa, kéo theo người chăn nuôi lợn chịu thua lỗ nặng, nhiều hộ còn đứng bên bờ vực phá sản. Những năm trước đây thì nuôi cá sấu là nghề mang lại lợi nhuận cao, thậm chí nó đã trở thành phong trào để thu hút nông dân tại nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Tuy nhiên giờ đây sau người trồng chuối thì những hộ chăn nuôi lợn, những người nuôi cá sấu cũng đang mong được giải cứu bởi giá cá sấu rất mạnh, đầu ra bấp bênh khiến nhiều hộ rơi vào cảnh lao đao. Hợp tác xã cá sấu giống Nam Bộ, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như trước đây nhộn nhịp người ra, người vào mua cá sấu giống, thì giờ đây trở nên vắng vẻ, điều hưu. Với hơn 400 cá sấu bố mẹ, mỗi năm, hợp tác xã cho ra hơn 2.000 cá sấu giống. Năm 2013-2014, nhiều người đến đây mua, nhưng hợp tác xã chẳng đủ cá sấu giống để bán. Nhưng đến năm 2015, hợp tác xã chỉ bán được một nửa đàn cá sấu giống, còn lại phải để nuôi. Năm 2016, không có cá sấu giống nào được bán ra, và năm nay tình trạng tương tự có thể lặp lại khi giá cá sấu rất mạnh. Cao điểm nhất của giá cá sấu thì nó lên tới 750.000 một con và vẫn không có cá sấu con giống tốt để bán cho người chăn nuôi. Nhưng mà tới bây giờ thì ngay tới mùa bắt đầu vào mùa vụ này và cũng như là mùa vụ của năm rồi thì của năm 2016 thì con cá sấu con nó tụt xuống chỉ còn có 350.000 một con, thì cái tiền thu lại nó không đủ bù đắp chi phí, nó gây ra ảnh hưởng rất khó khăn về vấn đề tài chính. Không chỉ có hợp tác xã nhỏ lao đao mà cả những doanh nghiệp lớn như làng cá sấu Hoa Cà cũng gặp nhiều khó khăn trước tình trạng giá cá sấu xuống thấp nhất. Theo tính toán của những kỹ sư chăn nuôi như anh Khường thì để tạo 1 kg thịt cá sấu phải mất 4 kg thức ăn. Giá thức ăn hiện tại cho cá sấu trung bình khoảng 12.000 đồng 1 kg, đó là chưa kể các chi phí khác. Điều này cũng có nghĩa với giá bán hiện tại, người chăn nuôi đang lỗ nặng. Để đảm bảo thì giá cá sấu tối thiểu là phải từ 140 trở lên. Giá cá sấu 2015 thì nó là 240.000 một ký. Nhưng mà từ năm 2016 đến hiện nay luôn thì nó dao động mà từ 55 đến 80.000 một ký. Tính là giá cá sấu hiện nay rất là thấp. Và cá sấu xảy ra tình trạng trên vẫn là câu chuyện cũ lặp lại. Nhiều hộ nuôi thấy có lợi nhuận thì tăng đàn thiếu kiểm soát. Các hộ nuôi mới được hình thành cùng với việc phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Khi thị trường này giảm hoặc ngừng thu mua, các hộ chăn nuôi chẳng biết bán cho ai. Thức ăn thì nó lại cao, mà mình nuôi lên mà để mà đạt cái cá mà thương phẩm thì họ sẽ thua lỗ rất là nhiều. Thành thử đó cá mà 10-15 kg là họ cũng bán. Thì những người mà lái thì họ sẽ thâu vô và họ sẽ mổ và họ chữ da lại. Và nếu mà cái tình hình này mà kéo dài á, thì trong năm tới nữa thì có khả năng là cái đàn cá sấu của Việt Nam mình sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện nay chúng ta tồn trong dân cũng phải vài trăm ngàn con cá sấu. Thì nếu như các cái doanh nghiệp, các cái công ty mà chế biến về da cá sấu và kinh doanh về sản phẩm cá sấu thì có thể giúp người nông dân là anh thu mua hết thì anh sẽ mổ cái con cá sấu, thịt thì anh trữ đông, da thì anh làm da muối, anh để 2 năm, 3 năm không sao. Nhưng mà rõ ràng một con cá sấu 2 triệu, 3 triệu, anh một doanh nghiệp mà nếu mua chừng 40-50 ngàn con thì tiền đâu? Cái vai trò nhà nước, cái vai trò ngân hàng nhảy vô chỗ đó thì cái giải cứu vẫn được như thường. Nhưng mà vừa qua thì chưa có được cái quan tâm đúng mức tới đó. Với tình trạng này, có lẽ Bộ Nông nghiệp lại phải tiến hành một cuộc giải cứu mới. Trong khi chờ đợi những động thái hỗ trợ từ ngành chức năng, các doanh nghiệp lớn như làng cá sấu Hoa Cà đang xử lý hiện tượng cá sấu tồn đọng bằng cách đưa vào sản xuất các sản phẩm thủ công, cấp đông thịt cá sấu. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, liệu doanh nghiệp sẽ cầm cự được bao lâu? Sau nhiều địa phương thì thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu xảy ra tình trạng bẫy chim trời hàng loạt. Điều này đang làm gia tăng nguy cơ tuyệt chủng nhiều loại chim, trong đó có cả nhiều loại chim quý hiếm. Không khó để bắt gặp cảnh đủ các loại chim được bày bán la liệt, công khai trên các tuyến đường, trong các khu chợ từ quê đến phố tại nhiều huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh như Nghi Xuân, Lộc Hà, Đức Thọ, Can Lộc. Người mua kẻ bán chim trời tấp nập, nhưng không ai mảy may bận tâm về nguy cơ biến mất của các loài chim.
Có rất nhiều cách để tận diệt chim trời như bẫy nhựa, vây lưới đuổi bắt, dùng súng hơi. Cảnh tận diệt chim trời diễn ra ở nhiều địa phương, nhưng cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý, răn đe hay tuyên truyền nhắc nhở. Hiện theo quy định, việc săn bắt trái phép động vật hoang dã quý hiếm, các loại chim cảnh bắt từ tự nhiên, đặc biệt là các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, thì mọi tổ chức cá nhân đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định là vậy, nhưng xem ra một số địa phương vẫn còn đang buông lỏng dẫn tới tình trạng tận diệt chim trời. Trước tình trạng nạn lục bình sinh sôi kín trên các kênh rạch, tỉnh Long An đã bỏ ra 3 tỷ đồng để đầu tư cho một doanh nghiệp chế tạo máy vớt lục bình. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành thì chiếc máy này hoạt động không hiệu quả, bị đắp chiếu khiến tỉnh này đã buộc đơn vị thi công phải hoàn lại tiền. Theo đó, thì Sở Khoa học Công nghệ Long An đã yêu cầu một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn trả lại số tiền hơn 2,4 tỷ đồng đã chi trong quá trình chế tạo. Trước đó, thì do nạn lục bình sinh sôi kín trên kênh rạch, sông gây khó khăn cho ghe tàu qua lại. Tháng 12 năm 2015, tỉnh Long An ký hợp đồng chế máy với chi phí đầu tư là hơn 3 tỷ đồng. Sau khi vớt lục bình sẽ được băm, ép vắt nước, đóng bao làm phân vi sinh với công suất 250 kg một giờ. Dự kiến máy được hoàn thành trong một năm. Tuy nhiên, quá trình chế tạo, đơn vị thi công liên tục xin gia hạn hợp đồng do máy trục trặc, bị nghiêng khi chạy và không thể băm nhỏ được lục bình. Do được nghiệm thu theo tiến độ nên đến nay, tỉnh Long An đã chi khoảng 80% chi phí cho công đoạn chế tạo. Biến những bãi rác, những bức tường chi chít quảng cáo, giao vặt thành vườn hoa hay là những bức tranh nghệ thuật. Ý tưởng này của một số bạn trẻ ở Hà Nội đã được biến thành hiện thực cách đây vài tháng tại một số khu phố, giúp bộ mặt thủ đô đỡ phần nhếch nhác hơn. Và nhận thấy kết quả tích cực từ chính mô hình này, thì đoàn thanh niên ở tại nhiều phường xã ở Hà Nội đã nhân rộng mô hình này ra toàn địa bàn Hà Nội, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho người dân. Nếu như trước kia đây là nơi tập kết rác thải cũng như rác tường của người dân, thì giờ đây đã trở thành những bức tranh tường nhiều màu sắc, những bồn hoa cây cảnh nhỏ xinh. Tất cả đã tạo nên một nét rất mới cho các khu phố tại Hà Nội. Bộ mặt đô thị rất là đẹp nhe. Thứ hai nữa là rất gây phiền toái, bởi vì khi ví dụ nhà tôi mà mới sơn được một cái bức tường, tự nhiên là tối hôm sau là có một cái dòng chữ quảng cáo là khoan cắt bê tông dán vào đấy, là tôi rất bức xúc rồi. Đoàn thanh niên thì là có những cái chương trình là làm sạch đẹp môi trường, cái này điều này là người dân chúng tôi ở đây rất là ghi nhận. Hoạt động được tổ chức tại 12 quận nội thành Hà Nội gồm hai nội dung chính: tại các điểm tập kết rác tổ chức thu dọn, thực hiện công trình vườn hoa, tiến hành bốc xóa biển quảng cáo, giao vặt sai quy định, tổ chức sơn lại và thực hiện vẽ tranh tường mỹ thuật, tranh cổ động. Bên cạnh đó, tận dụng những vật liệu như lốp xe cũ, chai lọ, ống nhựa, các đoàn viên thanh niên đã biến chúng thành những chậu trồng hoa, cây cảnh thân thiện môi trường. Mặc dù được triển khai trong một thời gian ngắn, nhưng mô hình xóa điểm đen rác bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực. Trong giai đoạn 1, thành phố đã có đến gần 60 điểm mô hình thay thế bãi rác. Qua việc làm đó thì tôi muốn truyền tải đến mọi người đó là mỗi một việc nhỏ của mỗi một người sẽ tạo nên một việc lớn, có ý nghĩa lớn. Ví dụ mỗi người có ý thức một tí thì chúng ta sẽ có được một môi trường thật là xanh sạch đẹp. Ngoài những hoạt động của đoàn thanh niên, tại nhiều khu vực, người dân cũng rất tích cực trong việc bảo vệ môi trường, như cùng nhau làm nên bức tranh gốm sứ dài 200m để xóa rác tường tại phố Duy Tân, hay hội phụ nữ phường Ngọc Hà chung tay xây dựng vườn hoa trên bãi rác. Phải đảm bảo rằng cái vườn điểm hoa đấy khi mà được thực hiện thì phải luôn luôn được duy trì, để được tưới tắm, được bảo vệ, để ngoài cái việc xóa được rác tường rồi thì phải làm đẹp được cái khu phố đấy, biến cái chỗ trước kia là những nơi hôi thối, không ai đến, chỉ nơi vứt rác, thì giờ đây những nơi mà chúng tôi làm đều là những nơi mà các em rất là trẻ thiếu nhi thì vui chơi, rồi thanh thiếu niên thì chụp ảnh, rồi là những nơi mà các người già người ta cũng chăm sóc cây. Tất cả những hành động này đều giúp mô hình xóa điểm đen rác được nhân rộng, cũng như nâng cao ý thức của người dân trong việc tạo cảnh quan, xây dựng một môi trường sống lành mạnh hơn, không vứt rác, không dán tường bừa bãi, vì một thủ đô xanh sạch đẹp. Mở đầu chuyên mục điểm báo là một bài viết đăng tải trên trang 9 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh với nhan đề: Cả trăm tỷ đồng lắp cống đường vẫn ngập.
đó là dự án chống ngập đường Đỗ Xuân Hợp ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành vào cuối năm 2016. Sau một thời gian dài khổ sở vì cảnh kẹt xe, bụi bặm do công trình thi công lắp đặt cống thoát nước chống ngập ở đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, người dân dọc tuyến đường này chưa kịp mừng vui khi thấy công trình hoàn thành thì đã phát dầu trở lại vì tình trạng ngập nước vẫn còn tiếp diễn. Qua khảo sát thực tế, cả hai đoàn công tác do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận 9 chủ trì đều có chung kết luận là công trình chống ngập đường Đỗ Xuân Hợp chưa giải quyết được triệt để tình trạng ngập nước trên tuyến đường này. Khu vực thuộc phường Phước Bình bị ngập sâu, có nơi ngập gần 1 mét. Hai cơ quan này cũng cùng chung nhận định là nguyên nhân ngập dọc đường Đỗ Xuân Hợp là do việc đóng mở van ngăn chiều ở cửa đập thoát ra đập Nam Lý ở cuối tuyến đường là chưa phù hợp. Ngoài nguyên nhân trên, người dân địa phương cũng cho rằng do các miệng thu nước mặt trên đường Đỗ Xuân Hợp xây dựng không hợp lý nên không thể thu hết được nước mưa, gây tù đọng kéo dài. Ngoài ra, người dân cũng đặt ra nghi vấn về việc kết nối giữa các tuyến cống từ hẻm ra đường có vấn đề, cho nên nước không thể rút ra cống lớn và gây ra ngập úng. Tình trạng xe tải nặng, xe ben liên tục đi vào các khu đường cấm với tình trạng là phóng nhanh, vượt ẩu tại các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên nỗi kinh hoàng đối với nhiều người dân trước nguy cơ gặp tai nạn và đặc biệt là các con đường tại đây bị xuống cấp nghiêm trọng. Phản ánh về vấn đề này, báo Lao Động ngày hôm nay có bài viết xe quá tải đại náo vùng ven. Bài viết trích dẫn ý kiến của đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết về thực trạng trên là việc cấp phép cho các loại xe có trọng tải lớn như là xe ben, xe bồn, xe container lưu thông vào giờ cấm trên một số tuyến đường trên là để phục vụ các công trình trọng điểm, trong đó chủ yếu là dự án xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp vi phạm ở khu vực vùng ven hoặc là tài xế lợi dụng những thời điểm không có lực lượng chức năng để lưu thông. Theo thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố thì việc kiểm soát tải trọng xe thông qua các trạm cân di động, nhưng hiện Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an đã ngừng phối hợp nên dẫn tới có phần hạn chế trong công tác kiểm tra. Lý do là lực lượng cảnh sát giao thông được quyền yêu cầu tài xế dừng xe, còn thanh tra giao thông lại chỉ có thể kiểm tra khi xe đã dừng nên không thể có sự phối hợp thì hiện nay rất khó thực hiện. Trang 6 và trang 7 của báo Thanh Niên đăng tải bài viết cá tôm gánh cả phí nghỉ đêm của cán bộ. Để năm giảm phí cho doanh nghiệp mà Thủ tướng đã quyết trong buổi gặp gỡ doanh nghiệp vừa qua có hiệu quả, theo các doanh nghiệp và cả chuyên gia kinh tế, khó khăn vẫn là những loại phí lệ làng, phí bôi trơn. Năm 2015, câu chuyện một con gà cõng đến 14 loại phí từng được đặt lên nghị trường với rất nhiều bức xúc. Nhưng sau gần 2 năm, các nhà kinh doanh gà cho biết con gà họ nuôi vẫn đang oằn lưng bởi hàng loạt phí trước khi ra đến chợ. Đó là phí kiểm dịch gà con lúc mới nở, phí tiêu độc, phí khử trùng, phí lấy mẫu nước xét nghiệm, phí kiểm dịch, phí môi trường, kiểm soát giết mổ, phí vận chuyển, ra đến chợ lại đóng tiếp phí môi trường, tại chợ vẫn còn nguyên giá trị. Theo phản ánh của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, từ đầu năm đến nay thì có nhiều khoản phí và lệ phí mới phát sinh hoặc là tăng cao, tạo tâm lý bất an trong giới đầu tư kinh doanh thủy hải sản. Chỉ tính riêng như là phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu thì ước tính tại công ty xuất khẩu cá tra Vĩnh Hoàn, riêng loại phí này đã làm phát sinh số tiền là đến 1,26 tỷ đồng trong năm 2016. Còn một doanh nghiệp sản xuất hải sản khô thuộc diện nhỏ ở tại khu vực Nam Trung Bộ cũng cho biết là họ phải đóng khoảng 100 triệu đồng trong năm vừa qua. Mùa hè đã đến và một nỗi lo của rất nhiều phụ huynh đó là làm sao để tìm cho con em mình những chỗ học hè uy tín, chất lượng. Và trên báo Tiền Phong ngày hôm nay đã có bài phản ánh về vấn đề này với tựa đề bài viết là Trên chân tìm chỗ học hè cho con. Bài viết cho hay là chưa bước vào thời kỳ nghỉ hè nhưng nhiều phụ huynh đã tìm tới các trung tâm bồi dưỡng để đăng ký lớp học hè cho con em mình. Với học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 hay lớp 6 trường chuyên thì nhiều tháng nay các em đang phải cày ngày cày đêm. Đây là thực trạng được phản ánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều trung tâm văn hóa ngoài giờ trên địa bàn thành phố như là trung tâm bồi dưỡng văn hóa Thăng Tiến, trung tâm Thăng Long hay trung tâm văn hóa bồi dưỡng 218 Lý Tự Trọng hiện nay đang rầm rộ quảng bá khai giảng các khóa học hè từ lớp 6 đến lớp 12 ngay từ đầu tháng 6 này. Và vào mỗi ngày bắt đầu nhận đăng ký tham gia thì có rất nhiều phụ huynh đã đến từ rất sớm làm thủ tục đăng ký học thêm và đều trong tình trạng là chật kín người ngồi chờ. Hãy để các con được nghỉ hè đúng nghĩa, đó là chia sẻ của tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy là giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia trước thực trạng học sinh hiện nay đang phải học quá nhiều. Theo tiến sĩ Thúy thì đây là thực trạng gây ra ảnh hưởng lớn tới sức khỏe tinh thần của trẻ.
Và theo tiến sĩ Thúy, hè chính là thời gian mà các nhà khoa học, các nhà giáo dục đã nghiên cứu đưa vào lịch trình năm học của trẻ để trẻ có đủ thời gian nghỉ ngơi, cần thiết để giải trí, thư giãn sau những tháng học hành thi cử vất vả, là thời gian để các con em mình lấy lại sức khỏe, mở mang đầu óc, học những kỹ năng sống cần thiết mà nhà trường không dạy, chứ không phải là tiếp tục cho các em đi vào các lớp ôn học hè. Số liệu trong sách giáo khoa địa lý lạc hậu đến 10 năm, nhan đề bài phản ánh của phóng viên Nghiêm Huê đăng tải trên trang 6 của báo Tiền Phong. Từ giải thích của tổ ra đề thi tham khảo môn địa lý kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, thì phóng viên đã tìm hiểu sách giáo khoa địa lý lớp 12 và Atlas địa lý Việt Nam. Kết quả cho thấy là dù đang là năm 2017, nhưng học sinh vẫn học những số liệu liên quan kinh tế, đời sống xã hội, cập nhật từ năm 2005 hoặc là 2007. Giáo viên dạy địa lý cũng đang kêu trời vì không biết phải giải thích với học sinh như thế nào. Ví dụ dân số Việt Nam được sách giáo khoa môn địa lý cập nhật trong bài Địa lý dân cư trang 67 là năm 2006 với trên 84 triệu dân, nhưng cơ cấu dân số lại lấy số liệu năm 2005. Cơ cấu lao động có việc làm cũng được cập nhật năm 2005. Thậm chí tỷ lệ hộ nghèo của nước ta được cập nhật đến năm 2004 là tỷ lệ nghèo chung 19,5%. Trong khi đó, từ năm 2011 đến nay, thì tiêu chuẩn hộ nghèo đã được chính phủ thay đổi tới 2 lần. Không những thế, thì năm 2016 và 2017, học sinh vẫn phải học mục tiêu trồng rừng của Việt Nam đến năm 2010, phải đạt là bao nhiêu. Và ngoài ra thì đặc biệt trong Atlas Địa lý Việt Nam, dù được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2016, nhưng nhiều nhà máy thủy điện của Việt Nam đã hòa vào lưới điện quốc gia, nhưng trên bản đồ thì vẫn còn đang xây dựng. Ở phần tiếp theo chương trình, trong câu chuyện buổi sáng, từ chuyện đề xuất chặt cây dưa trắng vì có độc, cùng tìm hiểu về cách quản lý cây xanh cảm tính và ngẫu hứng hiện nay ở Hà Nội. Khám phá Migingo, hòn đảo nhỏ bé có mật độ dân số cao nhất thế giới. Gặp gỡ chàng người sắt, phiên bản đời thực. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua thì trên một số phương tiện thông tin đại chúng có trích dẫn ý kiến của một số nhà khoa học đề xuất là loại bỏ sưa trắng trên đường phố Hà Nội, không nên trồng ở trường học hay là ở công viên bởi đây là loại cây có độc và có thể gây ra hiện tượng ngộ độc như là một số em học sinh ở Hà Tĩnh và Nghệ An từng bị ngộ độc khi mà ăn phải quả cây ngô đồng. Những ý kiến này được đưa ra tại hội thảo thân thiện với môi trường thủ đô tổ chức vào hôm 9 tháng 5 vừa qua. Và tất nhiên là thông tin này ngay lập tức đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Nhiều người băn khoăn phải chăng đây chỉ là cái cớ Hà Nội lại sắp bước vào một đợt chặt hạ cây xanh mới và liệu cây này có độc đến mức phải chặt bỏ hay không? Thực hư của thông tin này ra sao? Các phóng viên của VTC đã vào cuộc tìm hiểu. Ngày nào bà Trần Thị Thu cũng tập thể dục dưới những gốc sưa trắng. Chính vì thế khi nghe thông tin một số nhà khoa học đề xuất chặt bỏ cây sưa vì độc hại, bà vô cùng ngạc nhiên. Không nên chặt bởi vì cái cây này là rồng. Có phải là người ta bảo là 10 năm trồng cây, 100 năm rồng người. Thế mà bây giờ cái cây này mấy chục năm nay rồi, ở cái khu vực này mà chính tôi là người ở cái khu vực này từ năm 79 đến giờ. Đấy. Mà nếu mà cái cây này nó đã độc hại mấy chục năm nay rồi chứ chả phải bây giờ mới độc hại. Không chỉ bà Thu, rất nhiều người dân khi nghe về đề xuất chặt bỏ sưa trắng đều khá bất bình. Theo tôi thì cái đấy thì thực ra ấy, nó cũng cái số lượng cây thì nó cũng ít cho ở so với Hà Nội này, cho nên là cái để mà nói độc hại thì tôi cũng không nói đến, nhưng mà tôi nghĩ là có thể là do nó quý, các ông không bảo quản được coi như là thì các ông ấy bỏ đi thôi, chứ còn chẳng biết là nó độc hại gì cả vì số lượng nó rất ít, không đáng kể. Chuyên gia Lê Huy Cường, công tác tại Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, là người tham dự hội thảo khoa học thân thiện với môi trường thủ đô ngày 9 tháng 5 khẳng định, thông tin đề xuất chặt bỏ cây sưa trắng mà một số trang báo đã đưa là hoàn toàn không có cơ sở. Các chuyên gia không bao giờ nói cái chuyện đó mà người ta vẫn ca ngợi là cây thái mát trồng ở Hà Nội rất là đẹp cho thành phố Hà Nội. Có thể là chuyên gia Vũ Văn Dũng nói là cây thần mát ở miền núi, người ta dùng cái lá và quả thần mát để mà ruốc cá chứ không nói nó độc với người, cho nên người ta có thể là hiểu sai cái chuyện đó. Trong cái sách của Đỗ Tất Lợi thì người ta chỉ nói đến cái cây thần mát là lá và quả nó là nó gây độc đối với cá thôi,
chứ không ai nói cô độc đối với người. Cho nên mới suy diễn ra cái kiểu như thế thì nó gây ra một cái hoang mang cho mọi người. Theo ông Cường, tại hội thảo hôm ngày 9 tháng 5, các chuyên gia còn kiến nghị chặt bỏ một số cây độc khác đang được trồng ở Hà Nội như trúc đào, thông thiên và huỳnh anh. Vâng, như vậy là có thể khẳng định là Hà Nội chưa hề có chủ trương để chặt bỏ cây sưa trắng như những thông tin trước đó. Tuy nhiên, với những người yêu mến Hà Nội thì lo lắng không phải vì thế mà đã hết. Bởi gần đây thì chúng ta liên tục chứng kiến cảnh cây xanh trong thành phố bị chặt hạ để phục vụ các mục tiêu phát triển. Đó là việc không ít cây xanh trên đường Láng, đường Kim Mã bị chặt hạ để phục vụ cho thi công các tuyến đường sắt trên cao. Hay mới đây là việc hàng loạt cây ở huyện Thạch Thất bị đốn hạ một cách oan uổng vì sự nhiệt tình thái quá trong khi dẹp vỉa hè của các cán bộ xã ở đây. Vâng, và những chuyên gia quản lý về cây xanh đô thị khẳng định rằng là việc trồng thêm cây mới hay là thay thế các cây không phù hợp trong đô thị là cần thiết, nhưng cần được thực hiện trên một cơ sở nghiên cứu khoa học bài bản, trên cơ sở các quy định của nhà nước và quy hoạch đã được thông qua. Còn nếu cứ quản lý cây xanh theo kiểu cảm tính ngẫu hứng hiện nay, thì rồi một thời gian nữa dư luận sẽ lại rộ lên các thông tin khi nghe thấy về việc là trồng mới hay là chặt hạ cây ở một tuyến phố nào đó. Đường Nguyễn Chí Thanh, đường xã Đàn, những hàng cây cổ thụ đã bị chặt bỏ, thay thế vào đó là cầu vượt, là đường nhựa. Và người ta trồng vào những chỗ trống ấy là những hàng cây còi cọc không bóng mát. Tôi về đây, tôi ở Hà Nội từ 24 đến 80. Mà những cái cây đẹp như thế, tốt như thế, bảo sao tôi đến Quang Trung, các bác sĩ kiểm tra xem. Cái cây bằng tính cũng to mà tôi gõ đổ ao. Gỗ đỏ ao, tại sao mang chặt cưa đi? Không chỉ trong nội đô, mà ở ngoại thành Hà Nội, hàng chục cây xanh tại Thạch Thất cũng bị chặt bỏ trong một chiến dịch dọn dẹp vỉa hè. Dù nó không gây ảnh hưởng đến việc đi lại hay đời sống của người dân. Các anh lia quýt bỏ cái cơ như thế này mà bóng mát, chưa đến nơi rồi dần ra mua hàng, rồi thì trẻ con đi học về, rồi thì là trên đường đi nắng nôi như thế này dựa vào đâu. Mà các ông làm này nó hơi quá đáng. Không thông báo, không gì cả. Chả thông báo, chả gì. Thế là cô đi, cứ tay cô ôm cây. Thế mà cứ đần cổ giả, giữ thế nào được mà giữ đây là phèng luôn. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2012 đã đặt mục tiêu ưu tiên phân bổ đất công để nhanh chóng nâng cao diện tích không gian xanh và mặt nước ở các đô thị. Vậy nhưng trên thực tế, chỉ tiêu cây xanh đô thị của Việt Nam hiện chỉ bằng 1/2, thậm chí 1/3 tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng ban hành. Chỉ tiêu này cũng chỉ bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các đô thị hiện đại trên thế giới. Theo nhiều chuyên gia, cho tới nay, kiến thức về trồng cây xanh của Việt Nam còn chưa đầy đủ. Cái kiến thức đang còn có cái sự là không đầy đủ. Đấy là chưa nói việc quản lý của chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn, phải có cái người mà phụ trách chung cái hạ tầng thành phố, phải có cái nhìn chung liên ngành, chứ cứ từng ngành một, ngành nào biết ngành ấy thì không ổn. Cho nên tôi nghĩ là thành phố cũng nên cố gắng làm sao giao nhiệm vụ này cho Sở Kiến trúc Quy hoạch hoặc là Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội hoặc một tổ chức nào đó có cái chuyên môn nghiên cứu về cái cây xanh mang tính tổng thể trên địa bàn thành phố. Và tôi nghĩ là khi mình làm cái này rồi thì nên công bố để mọi người dân cùng tham gia góp ý kiến, thì chắc chắn là cái giải pháp nó sẽ bền vững hơn là Hà Nội cứ làm, sau đó dư luận có ý kiến thì bắt đầu lại xem để mà điều chỉnh, thì cái đấy cũng chưa mang tính tổng thể lắm. Thưa quý vị, vẫn biết quá trình đô thị hóa sẽ làm thay đổi quy hoạch những mảng xanh của thành phố. Vậy nhưng chặt ở đâu và trồng lại như thế nào thì cần có dự án và những quy định cụ thể. Bởi lẽ những lá phổi xanh của thành phố không thể tiếp tục được quản lý theo cách thừa cảm xúc và thiếu chuyên nghiệp như hiện nay. Ở phần tiếp theo của chương trình là thông tin về các sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 5. Hôm nay 19 tháng 5 là ngày kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh trên hai tuyến đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, lễ dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức biểu dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hôm nay lúc 20 giờ tại sân vận động Bến Tre, tỉnh Bến Tre sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 7.
Đại hội là sự kiện thể thao lớn của các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là lần đầu tiên mở rộng khu vực miền Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh. Vào 19 giờ hôm nay tại quảng trường 19 tháng 8, trung tâm thành phố Yên Bái sẽ diễn ra lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Yên Bái. Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề lung linh sắc màu Yên Bái với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Tùng Dương, v.v. Ngày hôm nay tại World Room 4, đường An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm tranh cổ động hồi tưởng quá khứ từ góc nhìn hiện đại. Triển lãm trưng bày 36 tác phẩm tranh cổ động của họa sĩ người Cuba René Medeiros được sáng tác tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1972. Các tác phẩm mô tả chân thực và tỉ mỉ của cách mạng du kích của nhân dân Việt Nam, không chỉ đơn thuần ca ngợi cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân Cuba Việt Nam. Khi nhắc tới những hòn đảo hẻo lánh, cách xa đất liền thì nhiều người thường cho rằng đó sẽ là một hòn đảo thưa thớt dân cư sinh sống. Tuy nhiên quan niệm đó không phải lúc nào cũng đúng. Và có một hòn đảo tên là Migingo ở châu Phi chính là một ngoại lệ. Mặc dù chỉ là một hòn đảo nhỏ bé, nhưng Migingo lại khiến nhiều người phải bất ngờ khi có một mật độ dân cư vô cùng đông đúc. Nằm ở hồ Victoria, hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi thuộc Kenya, hòn đảo bằng một nửa sân bóng Migingo có diện tích chỉ khoảng 2.000 m² nhưng lại chứa tới hơn 1.500 người sinh sống, tương đương khoảng 750.000 người một km². Con số này đã khiến Migingo trở thành hòn đảo có mật độ dân cư cao nhất trên thế giới. Dù chính phủ Kenya đã đưa ra nhiều biện pháp để kiểm soát dân số tại hòn đảo này, thế nhưng do nằm khá xa so với đất liền nên việc tuyên truyền không được hiệu quả. Hiện giờ hòn đảo này đã trật trội đến mức dường như không còn lối đi lại giữa các túp lều lụp sụp. Những người dân trên đảo chủ yếu là dân chài lười đánh cá, họ dựng nhà và neo đậu những con thuyền. Tuy nhiên do đánh bắt cá quá mức, nguồn tài nguyên giảm dần nên cư dân đảo đang bắt đầu di chuyển đến những nơi đánh bắt sinh lợi nhiều hơn. Trẻ em chuyển giới là một trong những chủ đề gây nhiều tranh cãi nhất hiện nay. Bởi với độ tuổi còn nhỏ và chưa chín chắn về nhiều phương diện, thì liệu các em có thực sự hiểu và nhận thức được là mình bị sinh nhầm giới tính hay không? Tuy nhiên, bất cứ người nào còn nghi ngờ sẽ phải nghiêm túc tự xem lại quan điểm của mình sau khi xem câu chuyện về Mimi và Châu Lê Mây, cặp cha mẹ đã chuyển giới cho đứa con trai 7 tuổi tên là Jacob của họ. Nhìn bề ngoài, bé Jacob mang vẻ ngoài tinh nghịch và thích chơi đùa của một bé trai. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước đó, em mang tên Mia và được sinh ra trong một hình hài của một bé gái. Vấn đề xảy ra khi Jacob được 2 tuổi rưỡi, em liên tục có các dấu hiệu lạ. Từ việc thích ăn mặc đồ con trai, muốn cắt tóc kiểu con trai, cho đến việc không mấy hòa hợp với các đứa trẻ khác, và nhiều lúc hay thốt lên rằng tại sao bản thân không phải là con trai. Chúng tôi đã rất hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, khi lắng nghe con mình và nhận ra sự kiên định và kiên quyết trong việc khẳng định mình là con trai, chúng tôi quyết định cho con sống thật với giới tính của nó. Sau khi hỏi ý kiến nhiều bác sĩ, bố mẹ em Jacob đã quyết định cắt tóc ngắn cho em, thay đổi toàn bộ tủ quần áo của con và đề nghị bạn bè, người thân gọi bé là Jacob, đồng thời sử dụng các đại từ cậu bé, chàng nhóc để gọi con. Jacob chuyển đến ngôi trường mới, nơi không trẻ nào biết cậu bé trước đây là cô nhóc Mia. Và Jacob cho biết, em cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc với điều này. Bố mẹ em Jacob đã quyết định chia sẻ hành trình họ đã đi qua cùng con trai mình, với mong muốn không chỉ động viên những gia đình có trẻ chuyển giới, mà họ còn gửi đi một thông điệp rằng một đứa trẻ tuy nhỏ nhưng hoàn toàn vẫn có khả năng nhận thức về giới tính đúng của mình. Cuộc sống hiện đại đang làm mất dần những nét đẹp văn hóa truyền thống từ xa xưa và môn đua ngựa truyền thống tại Pakistan dường như cũng không thoát khỏi số phận này khi mà số lượng người chơi môn thể thao lâu đời này đang giảm nhanh chóng trong những năm gần đây. Tại một thung lũng ở phía bắc Pakistan, nơi được bao quanh bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, chỉ có vài người xem cuộc thi đua ngựa truyền thống mang tên Bukashi. Trước khi tham dự trận đấu, mỗi người sẽ rắc ít bột trắng lên con ngựa để lấy may. Ông Basdin Khan, người dân của thị trấn này cho biết hiện chỉ còn 20 người là còn tham gia vào môn thể thao cổ xưa, vốn được tạo ra như một trong những thử thách quan trọng về sức mạnh của các đấng mày râu nơi đây. Trong cuộc đua này, người thắng cuộc không chỉ là người sở hữu kỹ năng điều khiển ngựa một cách nhanh nhất, mà còn là người phải đưa thân một con dê đã bị giết và một vòng tròn đã được vẽ sẵn. Nhiều người trong số họ e ngại tuyết rơi ở thung lũng Chabusan sẽ làm cho trận đấu ngày càng quá nguy hiểm.
Ông cũng chia sẻ một trong những nguyên nhân khiến người dân không còn mặn mà với cuộc thi này không chỉ là do điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở thung lũng Cha Vu San, mà còn giá trị tiền thưởng không cao, chỉ khoảng 40 đô la, 3 gói thuốc lá, 1 chiếc điện thoại di động. Nhiều cầu thủ của trò chơi này cho hay họ đã phải đối mặt với nguy cơ cao bị chấn thương. Ngoài ra, việc tìm kiếm một con ngựa để tham gia vào cuộc thi cũng là một thách thức vì nhiều người dân địa phương đã bán chúng để mua những thứ khác hữu dụng hơn như các thiết bị điện tử hay một chiếc xe ô tô. Những món ăn ngon với hình thức bắt mắt không chỉ khiến chúng ta thỏa mãn về con mắt mà còn giúp khơi dậy vị giác và khiến ăn ngon miệng hơn. Vậy thì hãy cùng chúng tôi đến gặp một nghệ nhân, người đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời từ trái cây. Đáng chú ý là nghệ nhân này không chỉ là một đấng mài râu mà còn là một vị giáo sư đại học. Sử dụng những công cụ khắc gọt chuyên dụng, ông Joseph Hizari bắt đầu chạm khắc một quả dưa hấu. Với bàn tay khéo léo và đầu óc nghệ thuật độc đáo của mình, ông Joseph đã tạo ra những bức tranh đẹp tuyệt vời với vô vàn chi tiết phức tạp trên quả dưa hấu. Tôi bắt đầu sở thích chạm khắc hoa quả từ 15 năm trước với phương pháp tự học là chính. Điều quan trọng nhất mà tôi học được đó chính là sự kiên nhẫn. Để có những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc và còn có thể ăn được này, ông Joseph cho biết chạm khắc quả dưa hấu chỉ mất vài ngày, còn quả bí ngô thì tiêu tốn nhiều thời gian hơn khi mất đến cả tháng trời. Các tác phẩm của ông có chủ đề khá đa dạng, từ những bức tranh thể hiện tình yêu đôi lứa đến khuôn mặt của các chính trị gia nổi tiếng. Giá của mỗi sản phẩm dao động trong khoảng 30 đến 40 đô la Mỹ, tương đương khoảng 700.000 đến 900.000 đồng Việt Nam. Thưa quý vị, loài nhện là nỗi khiếp sợ của rất nhiều người bởi không chỉ do hình dáng bên ngoài nhiều chân, nhiều lông lá mà còn do nọc độc chết người của chúng. Và loài nhện đen lớn Tarantula chính là một trong những loài nhện sở hữu loại nọc độc khiến nhiều người khiếp sợ nhất. Thế nhưng đối với một nhà pha chế đồ uống Mexico, loài nhện độc này lại là một thứ anh vô cùng yêu thích bởi độc của nó chính là nguyên liệu chính cho món cocktail độc đáo mang tên là Arogo của anh. Romeo Palomares, nhà pha chế đồ uống tại bar Luciferina ở thành phố Mexico, đã tạo ra loại cocktail nọc độc nhện Aragog cách đây 2 năm sau khi được ông chủ yêu cầu tìm ra một món đồ uống ấn tượng cho khách hàng. Trong quá trình đi tìm kiếm nguyên liệu cho món cocktail mới lạ, Romeo đã vô tình được nếm thử một chút nọc độc của nhện Tarantula và thật sự bị nó lôi cuốn. Cảm giác tê ngứa dâm gian trong miệng và họng là điều khiến anh thật sự thích thú và quyết định tạo nên loại cocktail đặc biệt của riêng mình. Sau rất nhiều lần tự mình thử nghiệm và thất bại và phải nhập viện vì dùng quá liều nọc độc, Romeo cuối cùng đã tạo ra loại cocktail Aragog làm hài lòng ông chủ. Với một liều lượng vừa đủ, Aragog sẽ mang tới cho khách hàng cảm giác tê lưỡi và hơi ngứa trong vòm họng. Theo chia sẻ của khách, đây là một cảm giác rất dễ gây nghiện. Nhờ đó, món đồ uống của Romeo ngày càng được ưa chuộng ở Mexico. Nếu ai là fan hâm mộ của bom tấn người sắt thì chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được hình ảnh người sắt bay lượn trên không trung nhờ vào bộ áo giáp thế hệ cao. Những tưởng là những pha hành động bay lượn như thế thì chỉ có thể xuất hiện ở trong phim ảnh. Thế nhưng bộ áo giáp giờ đây đã bước ra ngoài đời thực nhờ vào sáng chế của chàng người sắt Anh có tên là Richard Browning. Rèm cửa từ lâu đã trở thành một trong những vận dụng quen thuộc để giúp che nắng cho những căn phòng trong ngôi nhà. Thế nhưng chỉ với một chức năng như vậy dường như là quá ít ỏi. Và do đó thì một công ty khởi nghiệp ở Mỹ mới đây đã nảy ra một ý tưởng thiết kế những chiếc rèm đa năng hơn. Và chiếc rèm cửa vừa che nắng vừa giúp thu năng lượng mặt trời chính là kết quả của ý tưởng độc đáo trên. Công ty khởi nghiệp Solargraps có trụ sở tại thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ là chủ nhân của ý tưởng thiết kế những chiếc rèm cửa đa năng. Không chỉ giúp che nắng như những tấm rèm thông thường, rèm cửa do Solargraps chế tạo còn có khả năng thu ánh nắng mặt trời để chuyển hóa thành năng lượng nhờ vào hệ thống tấm pin mặt trời được gắn trên đó. Các nhà chế tạo cho biết mỗi tấm rèm năng lượng mặt trời có thể tạo ra 100 W mỗi giờ trên mỗi mét vuông nếu treo ở phía ngoài cửa sổ. Còn nếu treo ở phía trong thì số năng lượng điện thu được giảm đi một nửa. Được biết, người dùng có thể tự điều khiển các tấm rèm và theo dõi thông tin về năng lượng tích trữ được thông qua một ứng dụng trên điện thoại. Trong bối cảnh các nguồn năng lượng khác ngày một cạn kiệt, năng lượng mặt trời đã ra đời và phát triển như một giải pháp thay thế tuyệt vời. Và nguồn năng lượng này càng cho thấy được vai trò to lớn của nó khi có thể mang tới một cuộc sống tốt hơn cho nhiều người nghèo khổ. Đặc biệt là những người dân sống trong các trại tị nạn ở Jordan, nơi điều kiện sống vô cùng khó khăn do thiếu nguồn năng lượng.
với dự án xây dựng trại tị nạn năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới. Tại một trại tị nạn ở Iraq, hàng nghìn người tị nạn Syria ở đây giờ sẽ có điện thắp sáng, sạc điện thoại, bảo quản thực phẩm đông lạnh bằng năng lượng mặt trời. Theo cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc UNHCR, cho tới năm 2018, sẽ có khoảng 36.000 người tị nạn Syria trên khắp Iraq được sử dụng năng lượng mặt trời. Trước đây, chỉ tới 7 giờ tối là chúng tôi đã lên giường ngủ, nhưng từ khi có điện, chúng tôi thức muộn hơn vì có rất nhiều thứ có thể làm. Ngày trước, chúng tôi chỉ làm được vài món bánh đơn giản bằng tay, nhưng giờ chúng tôi đã có điện, nên tôi có thể làm ra rất nhiều món khác nhau. UNHCR cho biết việc chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời sẽ tiết kiệm cho cơ quan này khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ mỗi năm và giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho những người tị nạn. Sáng chế ra những chiếc ô tô hiện đại và thông minh dường như không còn là ý tưởng mới mẻ thu hút những nhân tài trẻ của Hà Lan. Bởi vì họ, một chiếc xe mang chút thiết kế cổ điển được tạo nên từ những vật liệu khác biệt mới chính là điều họ đang theo đuổi. Và chiếc xe hơi từ nhựa sinh học ra đời như một kết quả tuyệt vời cho ý tưởng táo bạo của các sinh viên Hà Lan. Nhóm sinh viên thuộc Trường Đại học Công nghệ Eindhoven của Hà Lan đã vừa trình làng một chiếc xe hơi 4 chỗ làm hoàn toàn từ nhựa sinh học. Điều đặc biệt của chiếc xe là tất cả khung gầm, thân xe và nội thất bên trong đều được tạo nên từ những loại vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường. Được biết, chiếc xe này có trọng lượng khá nhẹ, chỉ khoảng 300 kg. Chúng tôi đã quyết định sử dụng các vật liệu được tổng hợp từ sợi của cây lanh, một loại cây được trồng phổ biến ở Hà Lan. Ngoài ra, sợi của loại cây này rất dai nên vật liệu sẽ có được độ bền cao. Cuối tháng này, nhóm chế tạo sẽ có mặt tại London của Anh để giới thiệu chiếc xe độc đáo này trước khi thực hiện một tour giới thiệu và chạy thử nghiệm trên khắp Hà Lan. Hiện nhóm sinh viên này đang cố gắng xin giấy phép để đưa chiếc xe này trở thành một trong những phương tiện giao thông mới trong tương lai không xa. Tại Thái Lan thì cứ đến hẹn lại lên. Vào thời điểm này, người dân Thái Lan lại mang những quả tên lửa tự chế từ tre và thuốc súng để bắn lên bầu trời, đánh dấu lễ hội pháo thăng thiên. Đây cũng có thể coi là một cuộc thi dành cho những người đam mê sáng chế, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân bản địa và cả khách du lịch quốc tế. Bùn bang phai hay lễ hội tên lửa là một hoạt động thường niên do người dân Lào và dân tộc Thái trong vùng Isan ở đông bắc Thái Lan tổ chức. Lễ hội diễn ra tại thị trấn Yasothon vào tháng 5, thời điểm trước mùa mưa, để người dân cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội gồm nhiều phần như trình diễn âm nhạc, đua thuyền trong 2 ngày. Điểm nhấn của lễ hội pháo thăng thiên là cuộc thi phóng những quả tên lửa tự chế, hay còn gọi là bang phai cô. Trong ngày thứ 3 của lễ hội, theo truyền thống, tên lửa thường được chế tạo từ tre và thuốc súng. Tuy nhiên, ngày nay người ta đã dùng ống nhựa PVC và ống kim loại để chế tạo vỏ tên lửa. Tên lửa trong cuộc thi có nhiều kích cỡ, những quả lớn nhất có thể mang tới 120 kg thức nổ. Sau khi châm lửa, chúng thường phóng thẳng lên trời theo phương thẳng đứng với tầm bắn vài km và biểu diễn những đường bay ngoạn mục. Tuy nhiên, người ta không thể kiểm soát đường đi của tên lửa nên chúng có thể bay theo mọi hướng. Trong nhiều trường hợp, tên lửa quay ngược trở lại và khiến một số người bị thương. Tại đây, chúng tôi thấy có rất nhiều người đến từ nhiều nơi trên thế giới như Pháp, Đức và Nhật Bản. Chúng tôi cũng thấy rất nhiều các thiếu niên nhỏ tham dự cuộc thi này. Trong cuộc thi bắn tên lửa, ban giám khảo sẽ chấm điểm và lựa chọn ra người giành chiến thắng trên tiêu chí tên lửa có đường bay đẹp nhất, xa nhất. Phần thưởng dành cho người chiến thắng lên tới hàng nghìn đô la Mỹ. Còn những người thua phải chịu một hình phạt là nhảy xuống tắm vũng bùn. Thông tin văn hóa quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.